35 điểm bán thực phẩm xuyên đêm tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, Bách Hóa Xanh vừa xin phép thành lập 35 điểm bán hàng 24/24 từ 0 giờ ngày 20 tháng 7. Các điểm bán hàng này sẽ mở xuyên đêm phục vụ nhu cầu thiết yếu của bà con từ 0 giờ đêm nay với các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày từ gạo, sữa, trứng, đường, muối, dầu ăn tới các sản phẩm tươi như rau củ, trái cây. Và đặc biệt là xác định rau củ là nhu cầu vô cùng cấp thiết của bà con, Bách Hóa Xanh đã chủ động cung ứng cho các điểm bán này với số lượng tăng gấp 2 đến 3 lần. Đồng thời nỗ lực chuyên chở đưa hàng về liên tục trong ngày, đảm bảo luôn có hàng hóa cho bà con lựa chọn. Các điểm bán hàng 24/24 được phân bố rộng khắp trên toàn thành phố từ thành phố Thủ Đức, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận 5, quận 10 tới Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Tân, quận 12, huyện Củ Chi. Việc mở thêm các điểm bán hàng phục vụ 24/24 là một nỗ lực lớn trong bối cảnh người dân đang cần cung cấp những sản phẩm thiết yếu, an toàn để phòng chống dịch bệnh. Nhiều người dân phải xếp hàng chờ đợi rất lâu và khó khăn để mua được thực phẩm. Dự kiến nếu nhu cầu của người dân tăng cao, Bách Hóa Xanh sẽ lên kế hoạch mở thêm nhiều điểm phục vụ 24/24 để bà con yên tâm mua sắm. Mới đây, để tăng nguồn cung cấp và đầu mối phân phối hàng hóa, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thành phố đã chủ trương cho mở lại chợ truyền thống, nhưng phải đảm bảo công tác chống dịch. Với những chợ chưa đảm bảo sẽ tìm điểm tập kết mới thay thế. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.